Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Rồi, bây giờ thì anh nói cho bé Sam nghe nè. Bây giờ nha, là anh là phải đi mai. Bởi vì nếu như mà anh không đi mai á, là anh sẽ không có tiền, không có tiền, không có kim cương để mua đồ ăn cho bé Sam. Cho nên bây giờ á, anh sẽ đi mai đi làm việc. Bé Sam ở nhà nhớ là phải ngoan, không được đi ra ngoài đường, nghe chưa? Dạ. Rồi, ok, nhớ dạ ở nhà chứ ở đó mà anh tí nữa anh dời mà anh không thấy còn ở trong nhà nữa là anh đánh đòn, nghe chưa? Dạ biết rồi, em ngoan lắm, chứ em đâu có hư đâu. Rồi. Em ngoan lắm mà. Rồi ok, nói vậy là được rồi. Trời, có tin được các bạn? Không biết có tin được hay không đây chứ Sammy lì lắm mấy bạn ơi. Hay, thôi rồi, vậy thôi anh đi mai nha. Dạ. Rồi ok, đi thôi. Đi thôi heo ơi, heo đi đi đi. Trời ơi con heo này, nhanh lên coi. Rồi ok, nhớ nha, không được ra ngoài nghe chưa? Biết rồi, em ở nhà chơi thôi. Rồi ok. Hey, trời ơi mấy bạn ơi, nhiều lúc khổ ghê luôn mấy bạn. Tính ra là nếu những bạn nào mà đã xem tập trước á thì chắc các bạn cũng biết rằng là Sammy đã bị thu nhỏ biến thành em bé bạn ơi. Như vậy là tự nhiên không Phong lại phải biến thành gọi là một người gọi là nhận nuôi em bé, mà từ trước giờ Phong có nuôi em bé bao giờ đâu. Cho nên là nhiều lúc Phong hơi mệt với em bé Sammy này các bạn ơi. Nhưng mà bù lại ở chỗ là em bé Sammy này cũng khá là dễ thương, cho nên thôi chắc cũng không sao. Gì vậy trời, mình tung vô cây luôn các bạn ơi. Ok. Hay, thôi bây giờ chắc là mình nghĩ ra mình phải đi mai một tí để mình có được tiền để mình mua đồ ăn cho bé Sam nè. Trời ơi trời, mệt ghê luôn á trời. Đi nhanh lên heo ơi, không thôi trễ giờ, nhanh lên nhanh lên. Hay 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 hay. Nhưng mà chán quá, ở nhà này chán dễ sợ luôn, mà không hiểu sao anh Phong lâu về dễ sợ luôn. Bây giờ làm sao đỡ chán ta? Để xem nào, suy nghĩ để coi, để coi em bé Sammy suy cái nào. Hay là bây giờ mình ra ngoài mình chơi xíu rồi về ha. Nhưng mà không được, mình là em bé ngoan, mình đã hứa với anh Phong là phải ở nhà cho khi anh Phong về. Nhưng mà ở nhà lâu lắm chán gì, sợ không có gì chơi. Bây giờ làm gì ta? Bây giờ phải suy nghĩ cái nào. Suy nghĩ. Bây giờ mình sẽ viết một cái bảng để đây, để cho anh là mình đi chơi xíu rồi mình về thôi, chắc không sao đâu nhỉ. Anh Phong sẽ không la mình đâu. Tại vì mình là một em bé rất là ngoan luôn. Đây, bây giờ mình sẽ ghi bảng nè. Đó, kiểu này là anh Phong về ha, là anh Phong thấy cái bảng này là biết mình đang đi chơi xíu mình về. Trời ơi, mình thông minh quá trời luôn. Thôi, bây giờ để Sam đi chơi đây. One eternity later. Ai, trời ơi là trời, chán quá mấy bạn ơi. Cứ tưởng là hôm nay đi mai sẽ kiếm được nhiều đồ, ai về đâu chán thiệt luôn các bạn. Kiếm được có mỗi đúng một viên kim cương à, buồn ơi là buồn luôn á. Nhiêu đây kim cương làm sao mà đủ tiền để gọi là mua đồ ăn cho bé Sam đây. Bé Sam ơi anh về nè. Ủa? Cái gì vậy? Bé Sam đi đâu rồi các bạn? Ủa cái gì kì vậy? Trời ơi là trời, chắc là lại trốn ra ngoài đi chơi nữa rồi các bạn ơi. Rõ ràng mình kêu là ở nhà không được đi đâu hết trơn, mà vậy mà cũng trốn ra ngoài đi chơi cho được nữa. Bé Sam này kỳ này dời ha, quýnh đòn cho mày thấy, bực ghê là bực luôn á. Ủa mà có cái tấm bảng gì đây? Em đi hơi xíu, em về ký tên Sammy. Trời ơi là trời, bả còn bày đặt viết thư cho mình nữa mấy bạn ơi, mà viết sai chính tả nữa chứ. Người ta là em đi chơi xíu em về, còn bả ghi là e đi hơi xíu e về. Trời ơi trời, hay bực ghê luôn trời. Kỳ này rồi là tôi phải gọi là quýnh đòn cho một trận mới được, ghi thư đi lộ gì. Anh Phong ơi, cái gì vậy? Em ngoài này nè. À, về rồi các bạn ơi, về rồi, kỳ này mình sẽ quýnh đòn cho một trận. Đâu? Sam đâu? Sam! Em nè anh! Em sau lưng anh nè! Ôi. Hello anh Phong! Trời! Sam ơi! Em đi đâu mà tự nhiên em dẫn về cái gì mà voi rồi sư tử cọp vậy? Ở đâu ra vậy? Trời ơi! Em đang đi nè! Tự nhiên mấy bạn này đi theo em luôn á! Bạn em nè! Trời ơi! Đẹp không anh? Trời! Trương nữa! Bạn em hả? Cái này mà bạn em hả? Cái này là sư tử rồi hổ rồi voi mà là bạn em hả? Ủa? Mấy cái này là sư tử voi hả? Em không biết! Em đặt tên cho bọn này luôn, anh muốn nghe tên không? Đâu, bạn này tên gì? Tên là cái bạn mà chọc sọc này em thấy có màu cam nên em đặt là cà rốt. Cái bạn mặt hiền hiền này em đặt là khỉ, tại mặt như con khỉ. Đây, sư tử là con khỉ. Bạn này cao cao nè, bạn này em đặt tên là thỏ con. Trời ơi. Ê, mấy bạn ơi, Sammy
mi bả lì dễ sợ, bả không sợ mấy con này luôn bạn ơi. Mình nhìn thấy mấy con hổ, con sư tử này thôi là mình đã thấy sợ ơi là sợ rồi. Vậy mà bà sao bả không sợ bạn ơi, bả còn dẫn về nhà nữa chứ. Bả nuôi sư tử, bả gọi là chơi chung với gọi là hổ rồi bả chơi chung với voi luôn. Ghê thiệt. Ôi bà con cưỡi sư tử luôn kìa bạn trời. Ê Sam, em đừng có nói là em tính trở thành gọi là cái gì ta, cô bé rừng xanh nha. Ủa có gì đâu, mấy con này hiền mà, không cắn em luôn. Trời ơi hiền khô luôn à. Hiền cái gì mà hiền. Lên ngồi thôi, chỗ thôi, không thôi, thôi thôi, anh không dám lại gần đâu, anh lại gần nó anh sờ nó cái thôi, anh là nó cắn anh cái là anh cục tay luôn á. Mà mấy con này nó không có hiền đâu. Sư tử nè, hổ nè, voi nè, toàn là mấy con vật hung dữ không à. Ủa, em không biết luôn á, giờ sao? Bây giờ mấy bạn này cứ theo em. À, nhìn nè cơ, hôm mấy bạn này thương em lắm đó. Trời bây ơi. Mấy bạn này vào nhà chơi nha, mấy bạn vào nhà mình chơi nè. Ôi, dừng lại. Trời, em nghĩ sao vậy? Con cọp với con sư tử nó còn chui vô nhà anh được. Em dẫn con voi vô là đầu nó tung bởi nhà anh luôn á, không đâu được. Không phải là con voi, bạn này là bé thỏ. Anh phải nói là bé thỏ. Rồi rồi ok, bé thỏ voi được chưa? Rồi ra ngoài đây, mệt quá. Chứ sao mấy bạn này theo em hỏi hả? Trời ơi, em làm sao mà tự nhiên sư tử hổ voi đồ đi theo em luôn vậy? Trời giống y hệt như thú cưng luôn bạn ơi. Ghê thiệt chứ. À mà khoan, đúng rồi ha. Tính ra là mình hay kêu bà Sam là sư tử Hà Đông mà, cho nên là tất nhiên là mấy con này nó phải sợ bả rồi chứ, bả đâu có sợ mấy con này. Lạng quạng là bả bẻ cổ con voi luôn các bạn. Ơi. Ơi, sao ơi? Dạ. Thôi bây giờ anh nói em nghe nè, bây giờ là em gọi là dẫn mấy các bạn này về á thì bạn heo sợ lắm thấy không? Con heo quay qua nhìn anh nè thấy không? Ui sợ quá. Trời mày sợ không heo? Đó nó gật đầu kìa thấy không? Bây giờ anh heo nói nè. Sợ hả? Đúng rồi, bạn heo phải sợ mấy con này chứ, tại vì cọp với sư tử là nó ăn thịt heo. Cho nên bây giờ anh nói em nghe nè. Anh nói em nghe nè. Với lại nha, bạn cọp nè, bạn sư tử nè, bạn voi nè là những con thú gọi là động vật hoang dã hiểu không? Cho nên là chúng ta không được phép nuôi bọn nó, chúng ta phải thả bọn nó về rừng hiểu không? Đấy, cho nên là bây giờ em hãy đem nó thả về rừng đi chứ không được gọi là giữ nó lại hiểu không? Ủa vậy hả? Trời đất ơi, vậy mà em tưởng mấy bạn này sống với mình được chứ, giống bé heo kìa. Không, bé heo thì là con heo bình thường thôi, tại bé heo giờ đi ra ngoài chợ mua thịt heo rẻ lắm cho nên là mình nuôi được hiểu không, chứ đâu có ai bán thịt sư tử thịt voi đâu, cho nên là voi với sư tử nè, hổ nè là những con vật cấm không có được nuôi hiểu không? Bây giờ em phải làm gì anh? À bây giờ em làm hơn, em đem nó về rừng, em thả nó về rừng đi, không thôi tí nữa nó ăn, nó không những là nó ăn thịt con heo mà nó ăn thịt anh luôn á. Dạ em biết rồi, bây giờ em dẫn mấy bạn này về nha. Bạn cà rốt, bạn khỉ, bạn gì đó, bạn bé thỏ về chung với mình nha, mình thả bạn về rừng nha. Rồi bạn thích của trời thôi, đi thôi, đi thôi mấy bé thỏ ơi. Trời ơi. Trời ơi bạn coi kìa, con voi với lại con hổ sư tử đuổi theo bà Sam bạn ơi. Ôi ôi trời, ghê thiệt chứ, đúng là Sammy gọi là từ khi Sammy trở thành em bé xong là Sam không sợ gì luôn bạn ơi. Hay nhưng mà không được rồi. Tính ra nha, là bây giờ Sam lì quá bạn ơi, mình kêu Sam là ở nhà không được đi đâu hết, mà Sam cũng không nghe lời mình, Sam cũng rồi trốn ra ngoài đi chơi luôn, như vậy là không được rồi mấy bạn nhỏ, nhớ là phải nghe lời ba mẹ, nghe lời anh chị, không có được gọi là giống như Sam nha, hư ơi là hư luôn, không nghe lời người lớn gì hết trơn. Thôi được rồi, mình đã có cách. A few moments later. Ok mấy bạn ơi, và bây giờ mình sẽ cho mấy bạn biết cái cách mà hồi nãy mình nói rằng là mình sẽ dùng để dạy dỗ bé Sam là cách gì nha các bạn nha. Thì các bạn thấy sau lưng của mình là gì không? Xin giới thiệu các bạn, đây chính là đồn công an mấy bạn ơi. Đây chính là đồn công an nè. Thì ở trong đây nè là có gọi là một cái nhà tù mấy bạn ạ. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Thì cái nhà tù này rất là dễ thương luôn. Nó chính là nhà tù màu hồng mấy bạn ơi, rất là dễ thương luôn nha. Thì hôm nay nè bạn, mình sẽ gọi là hóa trang thành công an để mình gọi là bắt bé Sam mấy bạn ơi. Ấy, nhưng mà mình chỉ giả vờ bắt thôi nha mấy bạn nha. Mấy bạn có giống như mình hay không? Lúc mà còn nhỏ các bạn thì ba với mẹ mình hay gọi là sao ta, hù mình là kiểu như là con mà không chịu ăn cơm nè, con mà không chịu gọi là đi ngủ sớm nè, con mà không nghe lời ba mẹ nè là ông kẹ sẽ bắt con đó, cái kiểu nghe rất là sợ luôn ấy. Cho nên là hôm nay mình sẽ hóa trang thành công an. Nghe nó liên quan các bạn, đáng lẽ mình phải hóa trang thành ông kẹ mới đúng, nhưng mà thôi, ông kẹ xấu lắm, mình không muốn hóa trang thành ông kẹ đâu. Hôm nay mình sẽ hóa trang thành chú công an và mình sẽ bắt Sammy nhốt vào trong nhà tù mà hồng vì cái tội là không nghe lời người lớn các bạn ơi. Đó, như vậy nó mới vui hiểu không? Đấy. Ok.
Rồi, bây giờ đầu tiên là con heo này nè, con heo này nó chuyên gia không biết nghe lời mình nữa bạn, mình sẽ nhốt vô tù trước. Rồi heo. Rồi. Rồi. Ở trong đó hay chưa? Từ nay là con heo bị nhốt vô tù rồi bạn ơi. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ gọi là về nhà và mình sẽ gọi là hóa trang thành công an và mình sẽ bắt Sam nha các bạn nha. Ok ok. À mà khoan, bây giờ mình sẽ hóa trang thành công an cho các bạn xem nè. À 3 2 1 biến hình. Bùm chiu. Đó mấy bạn ơi, ghê chưa, ghê chưa? Mình đã hóa trang thành chú công an rồi nè. Mặc dù là chú công an này không được đẹp trai cho lắm, chú công an này bị súng răng mấy bạn ơi. Nhưng mà không sao, có đồ công an mặc là được rồi. Ok. À quên, chú công an là phải còn có xe công an nữa bạn. Mà xe công an là xe gì mấy bạn biết không? Đó, hôm nay mình sẽ trở thành chú công an rich kid. Đó, mình sẽ chạy Lamborghini nha các bạn nha. Đấy, xịn chưa, xịn chưa? Đấy, con trâu nữa bạn, có hình con trâu nè, Lamborghini. Đấy, ok. Chú công an chạy Lamborghini luôn bạn ơi, xịn dễ sợ xịn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ chạy đến nhà của Sam nè, sau đó mình sẽ gọi là người ta bắt Sam vì tội gọi là không biết nghe lời người lớn. Đấy ok ok. Đấy, okay. Xe Lamborghini này hơi khó chạy các bạn ơi, để mình tí. Đây đây, nó bắt đầu lăn bánh nè bạn ơi, tại hồi nãy mình không biết cách lái, bây giờ mình biết cách lái nè. Ấy ui rồi xong, tung vô gốc cây luôn, hư xe tôi luôn. Trời trời, xe này đắt tiền lắm trời, tung vô cây là hư xe luôn á. No no no, lùi lại cái chân hư xe. Rồi xong cái xe nó dính vô cây luôn bạn ơi. Ai ok, mình lùi lại được rồi. Rồi ok bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vô mình bắt bé Sam mấy bạn. Ủa cái gì vậy? Sao cái xe của mình nó nãy mình lùi ra rồi giờ nó lại hút vô cây nữa vậy? Cái gì vậy? Cái xe này quá. Ok thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ vô mình bắt bé Sam nè. Mở cửa ra nè. Ê, bé Sam đâu rồi? Bé Sam đâu rồi? Ai vậy ta? Heo chú. Chú là ai vậy? Sao mặc đồ nhìn vui vậy? Vui cái gì mà vui? Ra ngoài đây mau lên, nhanh lên. Ủa chú là ai mà chú bắt con ra ngoài? Anh Phong cần dặn con là khi có ai người lạ mà mình không quen biết là mình không nên ra ngoài. Anh Phong cần dặn con vậy. Ê, chú chính là công an ở trong làng Hero Team. Bây giờ là chú có nhiệm vụ đến đây bắt con, cho nên là con phải ra ngoài, nhanh lên. Đập cửa nè, ra đây. Lên. Ủa gì vậy? Ủa chú là công an hả? Đúng rồi. Wow. Trời ơi, con nhớ công an trên game phim hoạt hình dễ thương là đẹp trai lắm, mà sao chú xấu vậy? Ê, tính ra là con dám kêu chú xấu luôn hả? Hả? Trời ơi, như vậy là bị bắt cái tội gọi là xúc phạm người đang thi hành công vụ các bạn ơi. Xúc phạm. Trời ơi, dám gọi là nói chú xấu trai hả? Vậy là không được rồi. Hôm nay nè, anh Phong của con á nói với chú á là con ở nhà con lì quá, cho nên là hôm nay chú đến đây chú bắt con vì cái tội gọi là không nghe lời người lớn. Con ở nhà ngoan lắm, con ở nhà là con không bao giờ ra ngoài chơi một mình. Con lúc nào ở nhà đó anh Phong cũng nói xạo á, nói thật. À, con không bao giờ biết nói dối. Nói dối nữa bạn ơi, còn dám nói dối nữa ha. Không biết hả? À, mày đặt chối nữa ha. Rồi, thôi, không nói nhiều. Nói chung á là chú có đầy đủ bằng chứng rồi á, kiểu là con là gọi là rất là quậy phá, không biết nghe lời người lớn cho nên con bị bắt thôi. Đi đi, nhanh lên. Nhanh lên. Ủa? Gì giờ tự nhiên con bị bắt? Nhanh lên. Trời ơi. À, khóc đúng không? Bây giờ nè, một á là chú bắt con, hai là giờ con khóc rồi giờ chú bắt luôn anh Phong con luôn, chịu không? Thôi, chú bắt con, đừng bắt anh Phong đánh con á. Thôi, sợ lắm, sợ anh Phong lắm. Đi, nhanh lên. Rồi. Này thì cho lì hả, cho lì lợm nè. Đây đây, từ từ để chú tí, chú quay xe đã. Ok, từ. Cái xe gì mà lạ vậy chú? Xe này là xe Lamborghini. Đó, leo lên con. Ủa giờ leo sao? Leo lên. Ê, mở cửa, mở cửa, leo vô. À, mở cửa. Rồi. À, ok. À, sợ quá. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi bà Sam bà ngồi trên xe mà thấy được mỗi có cái đầu của bà. Bạn ơi ok thôi, bây giờ chú chở con cái đồn công an nè. Trời, tính ra là bà Sam bà không biết sợ luôn bạn ơi, bà đang bị bắt mà bà vui dễ sợ không. Ê trời, đi xe. Ủa đi xe là phải giật gì hả chú, là gì? Ủa sao cái xe xe tung vô nhà ông Siro luôn mày. Lùi lại. Trời, cái xe này khó chạy quá bạn ơi, mình lần đầu tiên mình chạy Lamborghini cho nên còn bỡ ngỡ, mấy bạn thông cảm nha. Ok rồi, ok, hình như mình quen lại nè. Ok rồi, bây giờ chở con đi đến đồn công an. À mà sao tự nhiên đi đến đồn công an con vui vậy? Không, lần đầu đi còn đồn công an. Trời, làm gì vui vậy, làm như đang đi du lịch vậy bà nội. Ok rồi, xuống xe, nhanh lên. Dạ. Wow, chỗ này đẹp dữ dội. Chỗ cái đồ này y chang mấy cái đồ mà siêu nhân biến hình á. Biến hình, biến hình, siêu nhân, siêu
siêu nhân. Ok siêu nhân đòi vô đây nhanh lên. Kỳ này là cho là nhốt vô tù luôn à, nhốt trong đó mấy ngày luôn cho biết nha. Rồi. Lì hả? Rồi. Không, đẹp quá, căn phòng này đẹp dữ vậy. Đẹp quá ha. Hay mấy bạn ơi, hình như bà Sam này bà cứng đầu quá bạn ơi, tính ra là nhốt vô tù bà không sợ luôn bạn ơi. Đi vô đây, đây. Từ từ để coi có cái phòng nào đẹp đẹp không? Ai có cái phòng này đẹp đẹp nè. Rồi. Có phòng gì vậy? Đi vô trong. Không, con không thích đá. Con thích phòng này cái giường màu vàng, con thích cái giường màu hồng, con cho con cái giường màu hồng đi con ngủ. Trời. Màu hồng cơ. Tính ra là bà đang bị bắt vô nhà tù á bà còn đòi hỏi nữa, mệt ghê trời. Rồi ok cái giường màu hồng đúng không? Mệt cái bà này quá, giường màu hồng đây. Khổ ghê á trời. Nè, giường màu hồng nè. Giường màu hồng. Ủa đẹp quá, hai cái đi chú. Gì cho cái vậy? Rồi hai cái, mệt ghê luôn á trời. Nè, đó hai cái giường màu hồng. Ủa bạn sao kỳ ta, tính ra bà Sam bà không biết sợ bạn ơi. Thôi bây giờ chú không nói nhiều nữa, giờ chú nhốt con trong đó luôn. Hay này, bây giờ chờ anh Phong đến gọi là chuột con về chứ bây giờ không phải chuột nhầm. Chờ anh Phong đến bảo lãnh con về nhà chứ bây giờ tạm thời con sẽ bị bắt ở trong đây vì cái tội không biết nghe lời người lớn, nghe chưa? Dạ. Thôi đi ngủ. Ủa, cái gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Trời, tính ra bà Sam này bà không biết sợ bạn ơi, bà vui dữ vậy ta. Hey, trời ơi bạn ơi, vậy là mình thất bại mất tiêu rồi. Bà Sam bà không sợ nhà tù mấy bạn ơi. Hey, như vậy là Sammy không gọi là sợ mấy bạn ơi. Bây giờ làm cách nào để mình có thể gọi là dạy dỗ cho Sammy gọi là ngoan nữa bạn ơi. Chứ Sammy lì quá, giờ nhốt bà ơi vô trong nhà tù bà cũng không biết sợ luôn. Cái gì kỳ vậy ta? Mấy bạn nào có cách nào hay nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình thì mình bó tay luôn rồi đó. Hay mệt ghê luôn á trời. Ok anh em ơi, và mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội trên kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên lại qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Và anh em có cái cách nào để gọi là trừng phạt Sammy, gọi là để cho Sammy gọi là hết lì lợm nữa, bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok. Rồi ở trong tù, bắt nhốt tù luôn. Bực bội quá. Bye bye các bạn nha.